Chào các bạn, xe hôm nay là ngày chưa quay em đâu, quay xe trước, đeo khẩu trang đi. Hôm nay là ngày 12 tháng 12 năm 2018, shop mới vừa đăng video lên chưa được 20 phút mà hai em này tới mua thì giá đăng là 2.250.000, nhưng mà do sinh viên nên shop hỗ trợ lấy 2.100.000. Hai em mua xe mới hay xe cũ ạ? Hai em nó sợ nên nó bắt đeo khẩu trang vô, các bạn thông cảm. Giá xe 2.100.000 là dành cho hai em sinh viên nhỏ còn đang đi làm nên mình phải để giá rẻ, ưu đãi. Ở đây có bán xe cũ không em? Không à. Hôm nay phải ngày 12 tháng 12 năm 2018 không em? Đúng rồi. Hôm qua Việt Nam mới làm sao? Hòa. Việt Nam, Hòa đúng không? Rồi, cảm ơn hai em nhiều. Rồi, các bạn mua xe vui lòng gọi điện thoại, số điện thoại 0937009995 hoặc 0984649676, search xe đạp thể thao Hân My. Xin chào các bạn ạ.